你那手机是什么？什么？哎呦，那个水水上面现在断包浆了，那脱。对的。来，这个叫中国呗，啥号？我觉得那小豆豆是不是来不及了？sợ không? Tôi cầm cho. Nếu như nào bước ra là nó xui mạnh ra đấy. Nếu một cặp ra thì xong. Có ít nước ở dưới cái chợ khay này. Sợ không? Nước ở dưới ra. Nước này, bao nó chảy ra bao nhiêu nước toàn màu màu trắng trắng này như thuốc ấy. Đừng đừng ấy, để im đừng. Ủa trong chỗ nào xuống chỗ ấy. Đừng, ui ôi, ui ôi. Ui ôi. Ui ôi, ui ôi. Ui ôi, từ từ. Ui ôi, ui ôi. Cái người. Ui giời ôi. Trong chỗ nào xuống chỗ ấy rồi. Ui ôi, thôi từ từ thôi, trong ít thôi, từ từ để quay. Thôi đừng ấy nữa. Người ta phải quét ra một miếng ra nào. Đừng từ từ, để im thế nào. Biết rồi. Rồi nước nó chảy ra đầy này. Rồi toàn cái thuốc cái trắng trắng này. Khoét ra xem nào. Quá nguy hiểm. Khoét. Ui giời. Quấy đến đâu rồi xùi lên đấy. Ui giời ơi, kinh quá. Ui giời. Cái này mà ăn thì có chết người. Ăn thế này thì chắc là toi mất. Đây là may mà chưa ăn nên may hôm đây, đi. Đây là dưa này. Ăn hôm qua thì đấy. Thôi xong. Chết. Bọn Trung Quốc nó thầm ngầm đâu. Hôm qua, hôm nay đấy. Hôm nay bà còn bảo bọn Long với viên Phương Anh con dưa không được bổ mày mà hùng bố ôi chết, nguy hiểm không. Nó sủi ra toàn bọt trắng trắng này. Thế từ từ xem nào, từ từ thôi nào. Cái chỗ kia nó đang vẫn còn chảy, sủi mạnh này. Ui ui, quá nguy hiểm. Sao lại kinh thế nhỉ? Chọc chỗ nào sủi ra chỗ ý. Thôi, để im thế nào. Ui ui, sao lại thế nhỉ? Nó bơm cái thuốc gì mà kinh thế, ui quá nguy hiểm. Ở trong chứ, ở trong nó phụt ra đấy. Khóc. Ui ui. Quá nguy hiểm. Ui ui.